Vâng, mến chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Nay ngày 4 tháng 4 2021, em về được một cặp L100 Cantori Thánh Hàng, hàng sưu tầm cho các bác nha. Giá là 36.500.000. Cặp này series là 352 và 353. Đây là e-kênh của em nói nha các bác. Đấy. Giá trên đã bao gồm phí ship nha các bác. Đây là phía sau của e-kênh. Đấy các bạn thấy nha. Rồi ok. Đây là dòng thánh hàng L100 Cantori chéo hàng. Thì bên em phân phối giá là 31.500.000, đã bao gồm phí ship. Còn loại thánh hàng thì 36.500.000 nha các bác. Đây sau đây mời các bác xem tiếng loa. Cặp loa rất là đẹp nha các bác, đẹp cực kỳ luôn. Đây, chiếc đầu tiên các bác thấy sớ bằng gỗ này, đẹp chưa? Em về cặp nào đều báo series cho các bác nha. Để các bác xem video dễ lựa chọn, đọc đúng cái nào thì gửi đúng cái nấy cho các bác nha. Ngày 4 tháng 4 nha. Rất là mới nha các bác. Các bác thấy tiếng lo chép này, lo chung, kiềng, sơn tròn nha. Đấy, phay xước ánh luôn. Và bát. Bát 30, gần vải tầm dòng. Dòng loa cực kỳ nổi tiếng của JBL. Hay là phía trên của cặp loa có thay bằng gỗ nha. Loa thì vuông thành sắc cạnh nha. Tất cả là bao riêng nguyên bản và hoạt động hoàn hảo cho các bác. Và vĩ điệp để các bác sưu tầm. Vâng, và đây là cạnh phải của cặp loa. Vâng, và đây là cạnh trái của cặp loa. Mời các bác xem nhé. Và phía sau đó là cạnh loa và trạm loa. Em mời các bác xem cạnh loa nha. Rất là đẹp nha các bác. Không cắn không bể nha, rất là đẹp. Đây là hàng sưu tầm mà, nó phải có một mức độ hoàn hảo nhất định nha, theo tiêu chuẩn của bên em tuyển hàng cho các bác. Thì các bác nào yêu thích thì liên hệ cho qua hai số điện thoại này, em giao hàng tận nơi cho các bác. Giá trên đã bao gồm phí ship 36.500.000 dành cho cặp loa L100 Cantori thẳng hàng tuyển để các bác sưu tầm.